Nếu thấy hay, đừng bao giờ tiếc like và đăng ký chia sẻ video nhé anh em. Đó, mình vô trong sâu rồi các bạn. Ở đây là như một cái hang động các bạn. Đó, đá mà nó rớt xuống là chết các bạn nha. Nguy hiểm lắm. Đó, đá các bạn. Hey, chào anh em nha. Thì hôm nay mình tiếp tục cái phần 2 về thác Liên Lung nha anh em. Thì phần 1 mình có khám phá về thượng nguồn của con thác Liên Lung rồi nha anh em. Thì phần 2 mình sẽ quay phía dưới dòng chảy của con thác nha anh em. Anh em coi nếu thấy hay thì anh em cho mình ý kiến nha. Nếu mà video quay nó chưa tốt anh em có thể góp ý cho mình để mình cải thiện video hơn ha. Đó. Anh em nào muốn khám phá về địa danh ở Đắk Nông thì anh em có thể comment, mình sẽ quay cho anh em coi nha. Anh em nào nếu mà muốn khám phá Tà Nùng á, thì mình sẽ quay về Tà Nùng cho anh em. Nay cùng chuẩn bị bước qua mùa mưa rồi đó anh em. Thì con thác này hiện tại thì mới có 2 dòng chảy cũng rất là nhỏ anh em. Mùa mưa tới á, thì dòng chảy nó rất là lớn. Thì mình sẽ vào khám phá cho anh em coi một lần nữa. Thì hôm nay nước đang ít nên là mình có thể leo lên được phía trong của con thác để quay chi tiết cho anh em coi. Còn mùa mưa thì mình sẽ quay cái sự hùng vị của con thác nó đổ xuống như thế nào cho anh em coi. Thì mùa mưa thì mình không có thể nào lội xuống dưới con suối này được anh em ạ, vì nước chảy rất là xiết. Anh em nào mà lỡ chân mà trượt xuống cái là coi như là xong rồi đó. Nên là hôm nay cũng đầu mùa mưa, cũng cố gắng vô quay chi tiết cho anh em coi, để tới mùa mưa thì khi nước lớn thì mình sẽ quay cái sự hùng vị của con thác này. Thứ bảy chủ nhật thì cũng có một số anh em hay mang đồ vô đây để cắm trại, tắm suối cho nó mát mẻ. Sau một tuần làm việc vất vả thì anh em vô đây để hưởng thụ cái không khí nó mát mẻ của con suối và được tắm với cái dòng nước chảy rất là mát. Đó, được hòa mình với thiên nhiên. Nói chung thì ở đâu cũng vậy, ở thành phố thì cuộc sống xô bồ, ngột ngạt, nhưng mà vui vẻ. Ở đây thì cái sự yên tĩnh, hầu như là thiên nhiên, ít xe cộ, ít con người. Tùy vào mối sở thích của anh em, thích khám phá những địa danh ở thành phố hay là ở những khu rừng mà nó còn hoang sơ như vậy. Mình thì mình thích khám phá những cái chỗ hoang sơ đang còn tự nhiên như vậy, nên là mình rất thích khám phá những kiểu như vậy anh em ạ. Không biết anh em có cùng sở thích với mình hay không. Đó, đây là con đường lên sau thác nha anh em. Thì con đường này lên phía sau là có một cái bãi đất trống và nó rất là bằng, để anh em ngồi tụ tập mà hưởng thụ cái hơi nước của con thác nó bay vô nha. Rất là mát nha, không cần phải máy lạnh gì hết. Mình đã lên được cái để mà ngồi đây nhậu các bạn. Đây, các bạn thấy chiến tích không? Bia bọt nước ngọt quá trời kìa. Đó. Thì đây là nằm phía sau con thác. Đó. Thì nơi đây là anh em tụ tập ăn nhậu hoặc là cắm trại picnic gì thì tuyệt vời nha các bạn. Đó. Đó, đá đó các bạn. Thôi bây giờ đây mình quay cận cảnh cho bạn coi đó, thấy chưa? Mình đang ở dưới này. Đó. Nhìn vậy mình quay các bạn không biết hình dung ra không, nhưng mà rất là lớn các bạn nha. Nước nó đổ xuống cả 100 mét á. Trời ơi, nó tạo lên những cái hơi nước tỏa ra cả hàng chục mét các bạn. Mình ở đây mà ướt hết các bạn nha.
nước thì nó đỏ bầm mà không biết mình nói các bạn có nghe không. Mình cố gắng nói rất là lớn. Đó, trên kia nó đổ, mình không thể nào tưởng tượng được nếu mà mùa mưa thì nó đổ như thế nào. Thì hôm nay mình vô mình quay cận cảnh cho các bạn coi phía trong. Vì mùa mưa chắc chắn là sẽ không thể nào quay được. Thì mùa mưa mình sẽ trở lại và quay đi cái sự hùng vĩ của cái tháng này đổ xuống cho các bạn coi nha. Đó. Các bạn nếu thấy hay thì các bạn nhớ chia sẻ comment cho các bạn cùng xem nha. Để có một nơi khám phá thú vị. Những lần mà đi chơi muốn khám phá du lịch thì các bạn có thể là khám phá những địa danh này ha. Ở đây thì mình cũng nói cho các bạn biết thì nó không có đưa vào khu du lịch, cho nên các bạn cứ xuống tham quan thoải mái, không phải mất một cái tiền phí gì nha các bạn. Các bạn có thể chạy xe xuống tới nơi luôn. Ok các bạn nha. Mình đang đứng sau con Thái, các bạn đang nằm ở trong vị trí phía trong đó các bạn. Đó. Đó, mình đang ở phía trong này. Ok, nhìn các bạn kìa. Đó các bạn nha. Đó, ổ chim cho màu các bạn. Thì mong rằng không ai bắt nó. Mình thấy nó lâu rồi, mình cố gắng giữ nó để cho mọi người khỏi bắt các bạn. Chứ chim cho màu thì người ta bắt ngay tức khắc các bạn à. Dưới đây có mấy ổ chích chè than nữa các bạn. Với là có mấy ổ cho màu nữa. Để bữa nào mình quay cho các bạn coi nha. Rồi, chào các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Để mình quay cho các bạn coi nè. Đó, phía xa xa dưới kia là có mấy ổ chào màu các bạn. Rồi cũng có một ổ chích chè than hôm qua mình mới phát hiện. Mấy anh em chơi chim thì chắc cũng thích lắm. Nhưng mà mình thì mình không có nuôi. Tại mình thấy tội quá. Bắt nó về thì mẹ nó chắc là buồn lắm. Nên là mình không có bắt nha các bạn.